Các ca nghi nhiễm mới được phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Bệnh viện Quân Dân Y, Xí nghiệp Mai Sáu, tọa lạc xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc. Điểm thực hiện cấp căn cước công dân trên địa bàn xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò. Số lượng F1 đến thời điểm này đã lên đến khoảng 500 người. Các ngành chức năng tiếp tục tăng cường hoạt động truy vết các trường hợp F1, F2 của các ca dương tính. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp yêu cầu phải tập trung mọi nguồn lực kiểm soát tình hình, không để dịch bệnh tiếp tục lây lan, đặc biệt là tại các bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp. Với mục tiêu an toàn sức khỏe cho cộng đồng và đảm bảo phát triển kinh tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu tạm ngưng hoạt động chợ đêm và dừng cấp căn cước công dân. Cán bộ, công chức, viên chức không đi đến vùng có dịch và không ra khỏi địa phương nếu không thật sự cần thiết.